Nhiều ngày qua, dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong hoàn cảnh đó, không ít cơ sở sản xuất kinh doanh cũng đã chật vật để duy trì hoạt động, thậm chí thua lỗ. Với sự linh hoạt trong kinh doanh, một số cửa hàng đã tìm ra giải pháp để giúp giảm thiểu tối đa các thiệt hại, vững vàng vượt qua khó khăn thời kỳ dịch bệnh. Tại thành phố Lào Cai, lượng khách đến các hàng quán đã giảm sút một cách rõ rệt. Thậm chí có không ít quán phải tạm thời đóng cửa do buôn bán ế ẩm. Cũng trong hoàn cảnh chung đó, quán Matcha Lào Cai, địa điểm kinh doanh trà sữa trên đường An Dương Vương cũng trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hoạt động của cơ sở không vì thế mà đình trệ. Đây là thời điểm thuận lợi để quán đào tạo, nâng cao tay nghề pha chế cho nhân viên. Đặc biệt, những ngày này chủ quán đã tính toán để tuyển thêm nhân viên, đảm bảo hoạt động thường xuyên của quán. Nhắc nhở nhân viên thực hiện nghiêm túc vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn cho khách hàng của mình. Còn nhân viên thì mình vẫn tiếp tục tuyển thêm để trong thời gian này lượng khách ít nên là mình có thời gian để đào tạo nhân viên kỹ hơn. Càng khó khăn, người kinh doanh càng nghĩ ra nhiều cách để chiều khách hàng của mình hơn. Để khi mùa dịch đi qua, khách sẽ càng gắn bó với nhà hàng. Và các giải pháp như chuyển sang đẩy mạnh bán hàng online, giảm giá, miễn phí ship, thậm chí còn phục vụ tận nhà mà không ít cơ sở đang duy trì, đã phát huy được hiệu quả tích cực, đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn. Chính vì vậy, doanh thu của các cửa hàng có thể không được bằng như trước kia, nhưng vẫn được đảm bảo. Bọn em thì bây giờ đã tuyển thêm nhân viên mới để phục vụ cho việc đi ship cho khách ở xa cũng như ở gần. Bọn em vẫn làm đảm bảo cho khách về hương vị của đồ, có thể là mang đi xa thì vẫn thấy cái hương vị của đồ của quán. Trong thời gian nghỉ dịch bệnh thì tránh tiếp xúc đông người, tuy nhiên là về nhu cầu của bản thân cũng như là nhu cầu của gia đình và bạn bè thì chúng tôi vẫn tìm đến địa chỉ đáng tin cậy cho gia đình mình và bạn bè của mình. Tuy nhiên là trong những ngày này thì chúng tôi thường một là order để chủ mang hàng đến nhà. Cái thứ hai là bản thân tôi để trực tiếp đến cơ sở lấy về để phục vụ gia đình mình. Bên cạnh việc chuyển hướng sang bán hàng online thì việc cần thiết lúc này mà các cơ sở kinh doanh cần phải làm là tạo sự yên tâm và an toàn cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ. Và cũng chính từ đó, tại không ít cửa hàng, những chiếc khẩu trang được phát miễn phí cho khách. Những chai nước sát khuẩn được đặt ngay ngắn tại quầy tiếp tân hay không gian sử dụng chung của các hàng quán được dọn vệ sinh sạch sẽ kỹ càng hơn. Như chương trình hiện tại như bây giờ của nhà nước là mình cũng phải đảm bảo cái vì dịch, cái theo một cái dịch của corona như bây giờ thì mọi người cũng đầy đủ các tư trang như khẩu trang hay là tạp dề hay tất cả mọi thứ. Và sau đấy bọn em bổ sung thêm là cái nước rửa tay khô cho mọi người đến để có thể là cảm giác như là an toàn hơn khi mình tiếp xúc với cả là nhân viên. Dịch bệnh có thể còn kéo dài và khó khăn sẽ còn lớn hơn với rất nhiều cơ sở kinh doanh lớn nhỏ trên cả nước nói chung và Lào Cai nói riêng. Trong bối cảnh này, sự linh hoạt trong kinh doanh được xem là yếu tố quyết định đến tương lai của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Cùng với đó, một số cơ sở cũng mong muốn nhà cung cấp, đối tác và cả khách hàng cùng chia sẻ khó khăn cho đến khi hết dịch COVID-19.